Theo dự báo của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, mặt bằng giá chung cư trong thời gian tới vẫn khó để giảm nhiệt. Dữ liệu báo cáo từ một số sàn giao dịch cho thấy giá bất động sản không có chiều hướng giảm trong quý 2 năm 2024. Thậm chí so với mặt bằng giá của năm 2023, giá chung cư tại Hà Nội tăng trung bình 31%, đất nền tăng 19%, nhà riêng tăng 32% và biệt thự tăng 18%. Trong khi đó, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngang với thanh khoản yếu. Tuy nhiên, dù thanh khoản kém, các loại hình như đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố không có tình trạng giảm giá, riêng loại hình căn hộ còn tăng giá thêm 6% so với cùng kỳ.